Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về một loại toán từ nữa ở trong Java. Đây là một toán từ đặc biệt, bao gồm là ba toán hạ, ba biểu thức. Vì vậy cho nên toán từ này còn được gọi là toán từ ternary. Thì đây là một toán từ mà dùng để kiểm tra một cái điều kiện trong chương trình. Và biểu thức điều kiện của toán từ này thì là biểu thức logic hoặc là biểu thức quan hệ, và sẽ trả về một giá trị là true hoặc false. Nếu biểu thức điều kiện là true, trả về là giá trị kết quả là true, thì toán từ ternary sẽ đánh giá biểu thức thứ nhất ở sau cái điều kiện. Còn nếu biểu thức điều kiện của toán từ ternary trả về giá trị là false, thì chương trình sẽ đánh giá cái biểu thức thứ hai sau điều kiện. Thì chúng ta có thể coi toán từ ternary như một cú pháp viết tắt của cấu trúc if else trong chương trình. Cấu trúc if else thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong những bài tiếp theo trong loạt bài giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java của Học viện Đào tạo Công nghệ Thông tin ICT Hà Nội. Thì ở đây để minh họa về toán tử ternary thì chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ. Chúng ta có một biến là tuổi có giá trị là 18 và có một biến chuỗi có tên là kết quả. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện ở trong toán tử ternary. Chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện là tuổi có lớn hơn 18 hay không. Nếu giá trị của tuổi mà lớn hơn bằng 18 thì chương trình sẽ đánh giá biểu thức thứ nhất. Ở đây chỉ đơn giản là chúng ta sẽ trả về một chuỗi được xem phim 18 cộng. Còn nếu giá trị của biến tuổi mà không lớn hơn được bằng 18 thì chương trình sẽ đánh giá và trả về một giá trị là chưa được xem phim 18 cộng. Và kết quả trả về của toán tử ternary thì sẽ được gán cho biến kết quả. Sau đó chúng ta sẽ in ra giá trị của biến kết quả. Thì chúng ta sẽ chạy chương trình và chúng ta có thể nhìn thấy là chương trình đã in ra là được xem phim 18 cộng. Có nghĩa là toán tử ternary đã trả về giá trị của biểu thức thứ nhất. Bởi lẽ là giá trị của biến tuổi của chúng ta là 18 đã thỏa mãn điều kiện. Tuổi lớn hơn bằng 18, điều kiện của toán tử ternary là trả về là true. Đó. Thì như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa của toán tử ternary trong các chương trình Java. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.